Có phải bạn đang cần một địa chỉ mua bán ạt đột kích uy tín, chất lượng? Đến ngay shopnhậttrường.com, liên hệ hotline để biết thêm chi tiết. Hello, xin chào tất cả anh em đã lại đến với kênh của Benticure Profile và em là Ben đây. Thì chúng ta đã trải qua hai cái set Roger 1 và Roger 2 rồi. Thì hôm nay là ngày mùng 3, Ben sẽ mang đến cho anh em set thứ 3 của Roger hay là Roger 3. Cái set này người ta gọi là set Chao Dragon. Hình như Chao có nghĩa, Chao Dragon có nghĩa là hỗn long thì phải. Legend Dragon là rồng huyền thoại, thì Chao Dragon có nghĩa là hỗn long. Vì ra mắt vào năm 2014, có lẽ ở giai đoạn này thì khi mà quay báu vật á thì vẫn còn khá là phê luôn anh em. Anh em nào mà quay trúng báu vật hồi đó ở cái giai đoạn 2014 trở về trước á, khi mà chúng ta quay trúng báu vật thì có khi là một đống anh em BM cho mình luôn á. Người lạ luôn, chả quen biết gì luôn, cũng BM luôn. Bây giờ quay báu vật anh em có quay được cả chục cây báu vật cũng chả ai BM anh em đâu. Về những cái nổi bật của đột kích năm 2014 thì em nhớ không lầm chúng ta có Begin. Begin đã có ở giai đoạn trước rồi. Begin đã đạt được cái giải nhì hay là áo quân đó anh em. Áo quân của Rockfire Star 2014 ở Hàn Quốc. Đó, một cái sự kiện rất là lớn, rất là vui mừng. Thì ở năm này cũng có một cái bản cập nhật VIP mới. Nếu như năm 2013 thì đã có 4 cây VIP, thì cây VIP của năm 2014 đó chính là cây Thompson Infernal Dragon hay là cây Thompson VIP. Lúc nó ra mắt thì cái dòng Thompson thường nó đã ngon rồi, nhưng mà lên cái dòng Thompson VIP này thì nó có nhiều cái tính năng như là tăng điểm AI nè, rồi cộng thêm điểm thưởng. Với những cái tính năng này thì Thompson VIP thật sự là rất là bá, nhất là chơi zombie vân vân. Nhưng mà có thể nói đến năm 2014 thì cái vắng nạn hack đó, nó bắt đầu nó tràn lan rộng rãi trong đột kích rồi anh em, ảnh hưởng đến game thủ của chúng ta. Và trong năm 2014 thì đột kích cũng thế mạnh tay hơn với hack anh em, thì cập nhật rất là nhiều cái nâng cấp để bảo vệ hack, như là anh em ha, nhớ là HGW anh em, HGW á, rồi hay là X-Trap nè. Và nếu anh em đã từng chơi game ở giai đoạn này sẽ biết có những cái này. Rồi giai đoạn này thì nó cũng xây dựng nên một cái lực lượng giống như bây giờ luôn anh em. Giống như bây giờ ông Hadi mà ông hay đi bắt hack á. Thì ở đây năm 2014 thì chúng ta có một cái đội ngũ mang tên là cảnh sát CF và chuyên là xử lý những cái gian lận. Lúc đầu thì làm rất là im, nhưng mà anh em biết tại sao, một cái vấn đề là lúc đầu là làm những cái mà để ngăn chặn hack này làm rất là tốt luôn. Nhưng mà chả hiểu sao rồi cái người chơi bớt lại, cái VTC là bắt đầu nới lỏng cái chuyện hack ra, tại vì mất người chơi. Đó. Thành ra cái việc hack lại tràn lan, và những cái anh em mà game thủ chân chính hay những anh em thêm game thủ chất lượng tâm huyết với game bỏ dần. Đó. Chỉ có thể nói là cái những cái năm này á, cảm thấy là hơi vì lợi nhuận mà VTC lại bỏ đi những cái việc mình đã làm rất là tốt. Rồi, bỏ qua những cái sự kiện có thể nói là khá là lớn của năm 2014 thì chúng ta sẽ đến với nhân vật chính ngày hôm nay, đó chính là set Chao Dragon. Thì thế hệ Roger thứ 3 này nó đã cải tiến rất là nhiều về skin, nó lộng lẫy hơn hẳn những cái set trước, tại vì nó có đính kim cương anh em. Và đây cũng là lần đầu tiên mà cái dòng AK được đưa vào set Roger anh em. Nhưng mà không phải AK thường mà là AK Knight. Đó. AK Knight nó đã hiếm ở cái bản GB rồi, thì bây giờ cái sự xuất hiện của AK Knight trong cái dòng Chao Dragon này nó làm cho anh em rất là hào hứng và sôi nổi. Nó thay đạn nhanh hơn AK thường nên nó thật sự là nổi bật. Rồi, cái thứ hai trong cái cập nhật mới ở set Chao đó chính là cái găng đấm bốc, hay gọi là nắm đấm Chao anh em. Thì cái nắm đấm Chao này lúc nó mới ra thì nó thật sự nó là một cái vũ khí cận chiến, có thể nói là khá ngon. Anh em biết tại sao không? Tại vì cái nắm đấm Chao nó tương tự như là cái nút cầu thôi. Chỉ là nó ngoại hình nó khác thôi. Nó giống, rất là giống cái nút cầu, chỉ một phát là đấm là chết. Nhưng mà sau này nút cầu nó ra thì nút cầu nó lại xa hơn và nó nhanh hơn. Nắm đấm Chao nên bây giờ nắm đấm Chao có phần là nó hơi lép vế. Cái thứ ba trong cái sự đổi mới trong set Chao này đó chính là, em có thể nói là đây là cái hay nhất luôn của cái set Chao, đó chính là cái DE Chao. Nếu như cái dòng DE ở set Roger 1 nó làm chúng ta khá thất vọng, cái dòng Roger 2 là cây M66 nó cho chúng ta đến quy lực. DE Scope Chao thì có thể nói đây là một cây khá là hoàn thiện và toàn diện. Đẹp có, mạnh có, uy lực có, chính xác có. Có thể nói cây DE Scope Chao đến bây giờ cầm vẫn rất là chắc tay, rất là ok và rất là đẹp. Cái cây DE Chao này á, tuy là nó cũng hơi khó quay nhưng
Nhưng một cái phần là nó đi chung quả cầu may mắn với cây AK chao, nên đôi khi nó cũng 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 ra, còn nói chung là nó dễ hơn cây đe đầu anh em. Cái vũ khí cuối cùng là đính chính là 3Z chao. Thật sự cái 3Z nó nắm gần như là ba bộ vũ khí đầu tiên luôn, tại vì 3Z cái giai đoạn mà từ năm 2012 đến 2015 thật sự là nó là một cái cây vũ khí gọi là hot nhất rồi anh em, một cây vũ khí mà snip hot nhất rồi, nó chiếm luôn cái ngôi vị đầu của 46 luôn mà. Chỉ sau này là M200 ra thì nó hơi lép thôi. Và có thể nói cây Chao rồi Dragon của set Roger 3 này á, nó rất là ngon. À, nó cũng tiếp nối sự thành công của hai cái dòng súng nhắm trước, hai cái dòng Roger trước, và nó ra một cái vũ khí rất là ok. À, sau này thì nó còn ra một số cái cây Chao này nữa, nhưng mà Chao lưu rồi Chao màu vàng nữa thì phải. Nó bây giờ cây 3Z nữa, nó ra tới ba dòng Chao lận. Và cái set này nó chỉ có bốn vũ khí thôi nè, bốn vũ khí như thế thôi. À, bộ Roger 1 thì lại 6, bộ Roger 2 còn có 5, bây giờ là bộ Roger 3 thì còn có 4 vũ khí thôi. Nhưng với 4 vũ khí cực kỳ ưu điểm này thì cái giá nó lại cao hơn. Cái giá quả cầu may mắn nó lại cao hơn hai cái set trước. Nó tới 12 Vcoin một quả lận, những cái set trước nó chỉ có 10 Vcoin một quả thôi. Nhưng mà đối với những anh em đam mê thì hai Vcoin này nó không thành vấn đề. Và có thể nói trong cái set Roger thứ 3 hay là set Chao Dragon này thì em ấn tượng nhất đó chính là cây DE Chao, và em cho nó là cái cây đáng sở hữu nhất của cái set này. Và set Chao Dragon nó cũng kết thúc ngày mùng 3. Và ngày mùng 3 thì em xin chúc tất cả anh em một năm 2023 phát tài phát lộc, tiền vô sòng sọc, tiền ra từ từ, sức khỏe có dư, công danh tấn tới, tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa. Xin chúc tất cả anh em một năm đại thắng. Chào chào tạm biệt anh em, và chuẩn bị đón xem, và anh em hãy cho chuẩn bị đón xem set Roger thứ tư vào ngày mai nha, ngày mùng 4. Bye bye anh em. Những kỷ niệm về một tựa game FPS huyền thoại. Chia sẻ một số trải nghiệm về những loại vũ khí trong game đột kích. Khơi nguồn cảm hứng và gắn kết cộng đồng đam mê game bắn súng. Tất cả có mặt tại Pentakill Profile. Phát trên sóng FM tần số 64 MHz. Ấy chết, nhầm rồi. Ra video đều đặn hàng tuần. Let's go.